ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Hạ nghị sĩ Cộng hòa bang Wisconsin, Mike Gallagher đã thông báo sẽ rời Quốc hội vào tháng này. Ông là một trong 21 đảng viên Đảng Cộng hòa quyết định rời đi trong năm nay. Hạ viện Mỹ gồm 435 ghế, trong đó Đảng Cộng hòa giữ 218 ghế, Đảng Dân chủ giữ 213 ghế, 4 ghế đang bỏ trống. Khi một nghị sĩ lựa chọn nghỉ hưu sau khi kết thúc nhiệm kỳ năm nay và không tái tranh cử, ghế đó sẽ được định đoạt trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Nếu một nghị sĩ rời đi trước khi kết thúc nhiệm kỳ, khu vực mà nghị sĩ đó đại diện sẽ tổ chức bầu cử đặc biệt để định đoạt người thay thế. Ứng viên từ cả hai đảng đều có thể tham gia bầu cử đặc biệt. 43 nghị sĩ gần như chưa đều cho cả hai đảng sẽ không trở lại Hạ viện vào năm tới, trong khi số lượng người nghỉ hưu ngang bằng với những năm trước. Việc tìm hiểu đảng viên Cộng hòa nào sẽ nghỉ hưu và thời gian nghỉ hưu sớm của họ cho thấy một câu chuyện phức tạp hơn. Năm trong 21 đảng viên Đảng Cộng Hòa sắp nghỉ hưu sẽ từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Bốn chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng Hòa sẽ rời đi, tám nghị sĩ sắp rời khỏi Ủy ban Thương mại và Năng lượng và tám chủ tịch tiểu bang cũng sẽ nghỉ. Bốn cựu thành viên của kỷ nguyên lãnh đạo quá khứ đã tuyên bố rời ghế, gồm cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, cấp phó của ông, hạ nghị sĩ Patrick T. McHenry, cựu phó chủ tịch Drew Ferguson và Mark Morris Rogers, người từng giữ chức chủ tịch hội nghị Đảng Cộng hòa. Việc các hạ nghị sĩ thông báo về hưu hay không tiếp tục tranh cử ghế Hạ viện Mỹ là một điều bình thường, nhưng số lượng hạ nghị sĩ như trên cùng với việc họ tiết lộ ý định của mình trước khi bầu cử bắt đầu là một điều hiếm thấy. Các chuyên gia đã chỉ ra vài lý do dẫn đến quyết định của các hạ nghị sĩ, trong đó nguyên nhân đầu tiên có thể kể đến là những hỗn loạn chia rẽ mang tính đảng phái được chứng kiến gần đây trong Hạ viện Mỹ chẳng hạn tranh cãi xoay quanh vị trí chủ tịch Hạ viện hay cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden. Lý do phổ biến thứ hai thúc đẩy các nghị sĩ rời Hạ viện Mỹ chính là ý định chuyển sang những chức vụ khác. Đài ABC News đưa tin tính đến cuối năm 2023 có khoảng 7 hạ nghị sĩ đang tìm kiếm ghế tại Thượng viện bao gồm các hạ nghị sĩ Ruben Gallego, Colin Oret, Andy Kim, vân vân. Một số nhà lập pháp Hạ viện Mỹ cũng rời đi để chuyển sang những vị trí khác ngoài Quốc hội Chẳng hạn, hạ nghị sĩ dân chủ Abigail Spanberger cho biết bà sẽ từ chức để tập trung tranh cử chức thống đốc bang Virginia năm 2025, hay hạ nghị sĩ Dean Phillips rời hạ viện để cạnh tranh với Tổng thống Biden vị trí đại diện đảng dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ngoài ra, một số hạ nghị sĩ cũng từ chức vì các lý do khác như có ít triển vọng giành chiến thắng nếu tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo hoặc các vấn đề tuổi tác và sức khỏe. Giáo sư người Mỹ John Mearsheimer cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Eugene Freedom rằng Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đã chịu tổn thất ở Ukraine do các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga vào các cơ sở của Ukraine. Ông lưu ý ý tôi là nếu bạn nhìn vào những gì đang diễn ra trên chiến trường và trên bầu trời, người Nga đang chiến thắng, họ chắc chắn đang loại bỏ tất cả các loại mục tiêu của Ukraine từ trên không và gây ra thiệt hại to lớn cho Ukraine. Và vì Mỹ và các đồng minh châu Âu của họ đang thực sự tham gia vào các cuộc xung đột, chúng tôi cũng đang thua cuộc giống như người Ukraine. Theo chuyên gia này, rõ ràng là hầu hết mọi quốc gia NATO đều cung cấp hỗ trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine ở mức độ này hay mức độ khác. Ông nói thêm rằng các cường quốc đã cử quân đội của họ đi trinh sát cũng như huấn luyện người Ukraine. Đồng thời, giáo sư Mia Seymour nhấn mạnh rằng cho đến nay chúng ta chưa nói đến các đơn vị chiến đấu lớn. Với cáo buộc NATO ngày càng gây bất ổn, Điện Kremlin cho biết quan hệ Nga-NATO lúc này là đối đầu trực tiếp. Cụ thể, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời báo giới khi được hỏi về tình trạng quan hệ Nga-NATO và nguy cơ căng thẳng gia tăng rằng, trên thực tế, quan hệ giờ đây đã tụt xuống mức đối đầu trực tiếp. NATO đã tham gia vào cuộc xung đột liên quan Ukraine. Ông Peskov cho biết, NATO đang tiếp tục đà tiến và mở rộng hạ tầng quân sự về phía biên giới Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin mô tả, NATO là công cụ của sự đối đầu và đang thể hiện rõ bản chất. Ông Peskov nói, việc này không có lợi cho an ninh mà chỉ gây bất ổn. NATO cho biết Liên minh đã cung cấp cho Ukraine vũ khí tiên tiến, huấn luyện binh sĩ và tình báo. Nga cho rằng, những động thái này đồng nghĩa NATO đã trở thành một bên trong xung đột. Đồng quan điểm, ông Alexei Polishchuk, vụ trưởng vụ cộng đồng các quốc gia độc lập thuộc Bộ Ngoại giao Nga vừa qua tuyên bố, nếu quân đội phương Tây xuất hiện ở Ukraine, nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa NATO và Nga sẽ tăng lên gấp bội. Chúng tôi không muốn diễn biến như vậy, Chúng tôi hy vọng lý trí và bản năng phòng vệ cuối cùng sẽ chiếm ưu thế ở phương Tây. Ông Kulichuk nhấn mạnh, bất chấp nỗ lực của một số quốc gia NATO trong việc sử dụng liên minh này như một công cụ đối đầu với Nga, lãnh đạo của họ, xét theo các tuyên bố, vẫn hiểu được mối đe dọa tiềm tàng từ việc liên minh tham gia vào cuộc xung đột Ukraine và cố gắng duy trì khoảng cách ở giai đoạn hiện tại. Trang min.in.ua dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Litva cho biết, người đứng đầu cơ quan này là ông Laurinas Kasiunas, gần đây đã dự cuộc họp Hội đồng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Ukraine. Trong cuộc họp, ông Kasiunas kêu gọi các nước thuộc NATO giúp đỡ Ukraine bảo vệ các thành thị và cơ sở hạ tầng quan trọng, cũng như cung cấp thêm cho nước này đạn dược và hệ thống phòng không. Ông Kasiunas nói, tôi rất hoan nghênh sáng kiến của nước Đức về hành động nhanh chóng trong lĩnh vực phòng không, mà litva là một phần trong đó chúng tôi đang xem xét các ưu tiên của mình để cung cấp những hệ thống radar cảnh giới đường không cho ukraine sớm nhất có thể trước đó tôi đã tới thăm ukraine và nhận thấy nhu cầu về hệ thống phòng không ở đó rất lớn theo bộ trưởng bộ quốc phòng litva ukraine đang thiếu tất cả các loại đạn dược và các quốc gia đồng minh cần đảm bảo cung cấp đạn dược liên tục cho kiev vừa qua litva đã đưa ra thêm một số kế hoạch viện trợ ukraine cho biết ngoài 3.000 chiếc drone, nước này cũng giúp Kiev thiết lập 3 trung tâm phục hồi cho binh sĩ Ukraine. Theo lời Thủ tướng Litva Ingrida Simonis, Litva sẽ cung cấp cho Ukraine dạng drone điều khiển bằng chế độ xem từ xa FPV được sản xuất tại Litva, đồng thời cho hay việc chuyển giao sẽ bắt đầu trong năm nay. Bà Simonis nói tại cuộc họp báo với Thủ tướng Ukraine Denis Smigal rằng, trong tương lai gần, Litva sẽ mua khoảng 3.000 chiếc FPV do Litva sản xuất để cung cấp cho Ukraine với giá 2 triệu euro. Theo phân tích của Viện Kien, Litva đã đóng góp tới 1,54% tổng sản phẩm quốc nội GDP của mình cho Ukraine. Đây là tỷ lệ đóng góp trên GDP thuộc nhóm cao nhất trong số các đồng minh của Kiev. Thêm vào đó, dữ liệu tính tới tháng 2 năm 2024 cho thấy, ngoài số tiền viện trợ song phương, Litva cũng góp tiền cho Ukraine thông qua Liên minh châu Âu EU và quốc gia nằm bên bờ biển Baltic này cũng dành thêm 0,5% GDP cho khoản ấy. Được biết, hồi đầu năm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Vinius của Litva. Cụ thể, trong bài đăng trên Telegram, ông Zelensky viết, những người bạn và đối tác tin cậy của chúng tôi là Litva, Estonia và Latvia. Tôi sẽ đến Tallinn của Estonia và Riga của Latvia sau, còn hôm nay tôi đã có mặt ở Vinius. Tổng thống Ukraine cho biết ông dự kiến sẽ có cuộc gặp Tổng thống và Thủ tướng Litva, Chủ tịch Quốc hội các chính trị gia, giới truyền thông và cộng đồng người Ukraine ở đây. Các vấn đề được thảo luận là an ninh, sự hội nhập của Ukraine với Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, hợp tác trong chiến tranh điện tử và máy bay không người lái, cũng như sự phối hợp hỗ trợ của châu Âu. Viết trên mạng xã hội X, ông Zelensky cảm ơn đồng minh Litva vì sự ủng hộ dành cho Ukraine kể từ năm 2014 và đặc biệt là hiện nay khi Nga đang tiến hành kế hoạch quân sự. Trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tới thăm Trung Quốc trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh nỗ lực duy trì mối quan hệ ổn định bất chấp những khác biệt to lớn trong nhiều vấn đề an ninh toàn cầu. Lần thứ hai công du Trung Quốc trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ của ông Antony Blinken không hề nhẹ nhàng. Mục đích chính chuyến thăm lần này của ông Blinken kéo dài từ ngày 24 đến 26 tháng 4 là giữ cho quan hệ Mỹ-Trung đi đúng hướng. Bất chấp những liên hệ cấp cao trong thời gian qua, quan hệ hai bên vẫn gặp nhiều sóng gió trong hàng loạt vấn đề nổi cộm nhất là quan hệ với Nga. Gần đây, Mỹ ngày càng công khai hối thúc Trung Quốc ngừng hỗ trợ công nghiệp quốc phòng, công nghiệp của Nga nhằm giảm khả năng sản xuất vũ khí, phục vụ kế hoạch quân sự ở Ukraine. Trung Đông là điểm nóng nghị sự thứ hai. Theo các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, đến Trung Quốc lần này, ông Blinken sẽ tăng cường đề nghị Bắc Kinh đảm nhận vai trò tích cực hơn trong việc kêu gọi Iran không leo thang căng thẳng với Israel, cũng như kiềm chế các nhóm ủy nhiệm mà Iran hậu thuẫn ở Trung Đông. Một vấn đề quan trọng khác là Biển Đông. Trước chuyến đi của ông Blinken, Tổng thống Biden đã tổ chức cuộc gặp ba bên với Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Philippines tại Nhà Trắng. Cuộc gặp này đã vấp phải sự phản đối từ Trung Quốc. Vừa qua, gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la của Mỹ dành cho Ukraine được ví như trời hạn gặp mưa rào trong bối cảnh nước này đang chật vật ứng phó với các đợt tấn công của Nga. Không ngạc nhiên khi người Nga đang phản ứng trước động thái của Mỹ cho rằng Washington can thiệp ngày càng sâu vào cuộc xung đột Ukraine. Trong tuyên bố ngày 21 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cáo buộc Mỹ đang muốn Ukraine chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng, bao gồm cả các cuộc tấn công vào lãnh thổ có chủ quyền và dân thường của Nga. Theo bà Zakharova, việc Washington ngày càng lún sâu hơn vào cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga sẽ chỉ đem lại một thất bại ồn ào và đau đớn đối với Mỹ như đã xảy ra tại các nước, trong đó có Afghanistan. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga kế đó cảnh báo nước này sẽ đưa ra phản ứng kiên quyết và vô điều kiện trước sự can dự ngày càng nhiều của Mỹ vào Ukraine. Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ William Burns gần đây đã cảnh báo nếu không có thêm sự hỗ trợ quân sự của Mỹ, Ukraine có thể thua trên chiến trường. Tuy nhiên, nếu được sự giúp đỡ của Washington, Kiev sẽ đứng vững ít nhất là trong năm nay. Theo tờ The Washington Journal, sau khi cuộc xung đột Israel-Hamas nổ ra, người dân Israel bị chia rẽ sâu sắc về cách giới cầm quyền nước này điều hành cuộc xung đột ở giải Gaza sự chia rẽ này xuất hiện ngay bên trong nội các chiến tranh Israel. Cơ quan hoạch định chiến lược thời chiến của nước này, Nội các chiến tranh của Israel được thành lập ngày 11 tháng 11 năm 2023, ngay sau khi xung đột ở Gaza bùng phát, nhằm điều phối hoạt động chiến đấu một cách hiệu quả. Nội các chiến tranh được quyền cập nhật các mục tiêu quân sự và chiến lược trong cuộc xung đột, song mọi quyết định đều cần nội các an ninh do thủ tướng Netanyahu làm chủ tịch phê duyệt. Tuy nhiên, bất đồng nảy sinh khi ông Netanyahu, thủ tướng tại vị lâu nhất của Israel, ngày càng cố gắng tự mình chỉ đạo cuộc xung đột ở giải Gaza. Vì vậy, những bất đồng và tranh cãi kéo dài về cách chống lại Hamas đã làm xấu đi mối quan hệ giữa ba nhân vật cấp cao trong nội các chiến tranh Israel, gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và lãnh đạo đảng đối lập xanh và trắng Blue and White, ông Benny Gantz. Những bất đồng lớn nhất giữa ba người gồm làm thế nào để phát động một cuộc tấn công quân sự mang tính quyết định vào Hamas, làm sao để cứu các con tin và quản lý giải Gaza thời hiệu chiến thế nào. Bên cạnh đó, các thành viên trong nội các chiến tranh cũng có quan điểm khác nhau về Gaza thời hậu chiến. Ông Netanyahu cho rằng chính quyền Palestine ở bờ Tây không nên quản lý Gaza và dự kiến cho phép quân đội Israel làm việc với các nhà lãnh đạo địa phương ở Gaza để quản lý giải đất này. Nhiều người cho rằng kế hoạch của ông Netanyahu là chiếm đóng Gaza, song ông Netanyahu bác bỏ quan điểm này. Về phía Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông coi những người Palestine có liên hệ chính quyền Palestine ở bờ Tây là lựa chọn tốt nhất để quản lý Gaza thời hậu chiến. Những người thân cận với ông Galan cho biết ông đã nói với mọi người trong các cuộc họp rằng ông thà chấp nhận sự hỗn loạn ở gaza hơn là để binh sĩ israel quản lý khu vực này hơn nữa ba nhân vật cấp cao trong nội các chiến tranh israel cũng không đồng thuận về cách giải cứu các con tin bị hamas bắt giữ ông gans ủng hộ một thỏa thuận với hamas để thả con tin cho rằng mạng sống của họ đang gặp nguy hiểm trong khi đó ông netanyahu và ông galan nhấn mạnh rằng chỉ có áp lực quân sự cùng với các cuộc đàm phán mới dẫn đến việc hamas trả tự do cho các con tin theo một số quan chức israel ông Netanyahu đã giấu ông Galan và ông Gans về nhiều quyết định quan trọng. Một số quan chức Israel cho biết, ông Netanyahu đã cân nhắc bổ nhiệm một quan chức phụ trách viện trợ nhân đạo. Người này sẽ báo cáo trực tiếp với văn phòng thủ tướng Israel và không thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng về việc kiểm soát vật tư đi vào Gaza. Giờ đây, các lãnh đạo này cũng đối mặt với một mặt trận quan trọng là ứng xử đúng mức sau cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran vào lãnh thổ Israel. Vấn đề này làm bất đồng giữa ba người thêm nới rộng. Lực lượng Hezbollah công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc radar ELM-2084 của Israel, thành phần quan trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome bị phá hủy bởi tên lửa chống tăng Almas. Theo các nhà quan sát, cuộc tấn công xảy ra tại căn cứ quân sự Meron được thực hiện bằng tên lửa dẫn đường chống tăng Almas-3 do Iran sản xuất. Đây không phải lần đầu Hezbollah sử dụng loại vũ khí này. Trước đó vào tháng 1 năm nay, lực lượng này đã sử dụng tên lửa Almas trong cuộc tấn công một tiền đồn quân sự của Israel gần biên giới ELM-2084 là radar AESA, mảng quét điện tử chủ động, đa nhiệm, tiên tiến được phát triển bởi Israel Aerospace Industrial, IAE. Radar đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng thủ nhiều lớp của Israel, thực hiện nhiệm vụ phát hiện và theo dõi trong hệ thống Iron Dome, vòm sắt. Radar cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi với độ phân dài cao đối với cả mục tiêu trên không và trên mặt nước. Hoạt động trên tần số băng tần S, đảm bảo radar hoạt động với hiệu suất mạnh mẽ ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi trong khi đó almas là một loại tên lửa chống tăng atgm được iran phát triển dựa trên hệ thống spy của israel vũ khí bao gồm các phiên bản vác vai phóng từ trên không cũng như khai hỏa từ các phương tiện mặt đất almas hoạt động theo nguyên lý bắn và quên trước đó cnn cho hay các cuộc giao tranh giữa lực lượng phòng vệ israel idf và nhóm vũ trang hezbollah ở liban trong những ngày qua liên tục nổ ra dữ dội theo hezbollah nhóm này đã tấn công hai cơ sở hạ tầng của IDF tại khu vực Slomi thuộc miền Bắc Israel để đáp trả cho các cuộc không kích của IDF vào các khu dân cư Aita Ansaab và Kfakila. Kênh thông tấn nhà nước Liban dẫn thông cáo từ Hezbollah viết, phía Israel đã không kích vào nhiều nhà dân. Trong khi đó, bài đăng của IDF trên mạng xã hội Telegram lại khẳng định mục tiêu bị lực lượng này không kích là công trình hạ tầng Hezbollah trong khu dân cư Aita Ansaab và nơi các tay súng của nhóm vũ trang này hoạt động tại Kfakila thuộc miền Nam Liban. Ngoài ra trước đó, Hezbollah cũng bắn nhiều quả tên lửa vào căn cứ Biranit ở phía bắc Israel nhưng không gây thương vong. Hezbollah tuyên bố các cuộc tấn công là nhằm đáp trả cuộc không kích của quân đội Israel vào miền Nam Liban, khiến hai chỉ huy cấp cao nhóm này thiệt mạng. Quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các mục tiêu của Hezbollah nằm sâu trong lãnh thổ Liban, trong đó có địa điểm khởi phát các cuộc tấn công sang Israel. Cuộc oanh tạc mới nhất được tiến hành với mục tiêu tấn công là một đơn vị phòng không của Hezbollah ở khu vực Baalbek, nằm cách biên giới Israel khoảng 100 km. Theo CNN, các cuộc không kích của quân đội Israel nhằm vào Hezbollah đã tăng mạnh trong những ngày gần đây, sau khi nhóm vũ trang này nã khoảng 40 tên lửa vào lãnh thổ Israel cùng thời điểm Iran tấn công vào đầu tuần trước. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho hay một máy bay không người lái UAV của họ đã bị bắn rơi khi đang hoạt động trên bầu trời Liban đêm hôm 21 tháng 4. Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn thông cáo IDF đăng trên mạng xã hội X viết một tên lửa đất đối không đã phóng về phía UAV của không quân Israel đang hoạt động trên bầu trời Liban. Khí tài đã trúng đòn tấn công và rơi xuống lãnh thổ Liban. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Thông cáo viết thêm, các tiêm kích của không quân Israel đã thực hiện đòn tấn công vào vị trí tên lửa đất đối không được phóng đi. Nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban sau đó nhận trách nhiệm bắn rơi UAV Israel. Thông cáo từ Hezbollah viết, chiếc UAV bị bắn hạ ở khu vực al aisha thuộc miền nam Liban khi khí tài đó tiến hành các vụ tấn công nhằm vào người dân của chúng tôi. Hiện chưa thể xác định loại UAV nào của Israel đã bị tên lửa phòng không Hezbollah bắn hạ. Trước đó hồi đầu tháng này, Hezbollah tuyên bố hạ UAV trị giá 6 triệu đô la Mỹ của Israel. Quân đội nước này cho biết máy bay trúng tên lửa phòng không và rơi trên lãnh thổ Liban. Máy bay không người lái UAV của quân đội Israel bị lực lượng Hezbollah bắn hạ trên lãnh thổ Liban là mẫu Hermes 900. Hermes 900 chuyên làm nhiệm vụ trinh sát, giám sát, thu thập thông tin tình báo và chỉ thị mục tiêu. Phương tiện có sải cánh dài 15m, nặng 970kg và có thể bay cao tới 9.000m. Hermes 900 là mẫu UAV trinh sát lớn thứ hai trong biên chế IDF. Vài giờ sau khi Hezbollah bắn hạ chiếc UAV, IDF không kích khu vực thung lũng Bekaa ở miền đông Liban. Theo hai nguồn tin an ninh Liban, trong số các vị trí bị tập kích có trại huấn luyện của Hezbollah ở làng Janta gần biên giới với Syria và mục tiêu gần thị trấn Safri. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa qua đã chỉ trích Mỹ về kế hoạch trừng phạt tiểu đoàn Netja Yehuda của lực lượng phòng vệ Israel IDF, đơn vị trước đây bị cáo buộc ngược đãi người Palestine. Trước đó, trang mạng Axios đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố các biện pháp trừng phạt đối với tiểu đoàn Netja Yehuda của IDF vì bị cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Palestine ở bờ Tây. Đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ thực hiện một động thái như vậy. Tiểu đoàn này từng là trung tâm của một số cuộc tranh cãi trong quá khứ liên quan đến chủ nghĩa cực đoan cánh hữu và bạo lực chống lại người Palestine. Trong số những vụ việc nổi tiếng là việc ông Omar Assas, 80 tuổi, người Mỹ gốc Palestine đã thiệt mạng sau khi ông này bị các binh sĩ của Netza Yehuda giam giữ, bịt mắt và còng tay ở bờ Tây. Trích dẫn các nguồn tin giấu tên của Mỹ, ACS cho biết Lệnh trừng phạt bao gồm việc cấm chuyển giao vũ khí của Mỹ cho đơn vị bộ binh cực đoan chính thống và chặn binh sĩ của họ huấn luyện với lực lượng Mỹ hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào với sự tài trợ của Mỹ. Thủ tướng Netanyahu đã ngay lập tức yêu cầu chính phủ Israel hành động chống lại động thái trừng phạt của Mỹ. Ông Netanyahu viết trong một bài đăng trên X rằng, vào thời điểm mà binh sĩ của chúng ta đang chiến đấu với những kẻ khủng bố, ý định trừng phạt một đơn vị trong IDF là đỉnh cao của sự vô lý. Ông Netanyahu thông báo, trong những tuần gần đây, tôi đã nỗ lực chống lại việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với công dân Israel, kể cả trong các cuộc thảo luận của tôi với các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ. Theo Thủ tướng Netanyahu, chính phủ Israel sẽ hành động bằng mọi cách chống lại những động thái này. Tuyên bố trên của Thủ tướng Netanyahu đưa ra chỉ một giờ sau khi ông gửi lời cảm ơn Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật viện trợ quân sự trị giá 23,2 tỷ đô la Mỹ cho Israel. Theo Reuters, hai nguồn tin quân sự Iraq cho biết ít nhất 5 quả tên lửa đã được phóng từ thị trấn Juma của Iraq và một căn cứ quân sự của Mỹ ở đông bắc Syria. Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào các lực lượng Mỹ kể từ đầu tháng 2 sau khi các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Iraq ngừng tấn công quân đội Mỹ. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani trở về sau chuyến thăm Mỹ và có cuộc gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng hai nguồn tin an ninh và một sĩ quan quân đội cao cấp Iraq cho biết, một bệ phóng tên lửa gắn phía sau một chiếc xe tải nhỏ đã được phát hiện đậu ở thị trấn biên giới Juma với Syria. Sĩ quan quân đội cho biết thêm rằng chiếc xe tải đã bốc cháy do một vụ nổ từ những tên lửa chưa được bắn cùng lúc trên bầu trời xuất hiện máy bay chiến đấu. Vị này cho biết, chúng tôi chưa thể xác nhận liệu chiếc xe tải có bị máy bay chiến đấu của Mỹ ném bom hay không. Hiện chúng tôi đang điều tra. Chúng tôi đang liên lạc với các lực lượng liên minh ở Iraq để chia sẻ thông tin về cuộc tấn công này, lực lượng an ninh Iraq được triển khai trong khu vực và truy tìm thủ phạm thực hiện vụ tấn công. Những người đã trốn khỏi hiện trường bằng một phương tiện khác, một quan chức an ninh có trụ sở tại thị trấn Juma cho hay, Trung tâm Y tế An ninh Iraq, cơ quan chính thức chịu trách nhiệm phổ biến thông tin an ninh, thông báo các lực lượng Iraq đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm và kiểm tra diện rộng nhằm vào những thủ phạm gây ra vụ việc gần biên giới Syria, cam kết đưa họ ra trước công lý. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi xảy ra vụ nổ lớn của lực lượng tổng động viên Iraq, PMF, nhóm được Iran hậu thuẫn vào sáng sớm 20 tháng 4 khiến một người thiệt mạng. Chỉ huy lực lượng cho biết đó là một cuộc tấn công trong khi quân đội nói rằng họ đang điều tra và không có máy bay chiến đấu trên bầu trời vào thời điểm đó. Các quan chức quân sự Mỹ và Israel đều phủ nhận có bất kỳ liên quan nào đến vụ nổ ở Iraq. Bạo lực gia tăng sau một tuần, trong đó Iran và Israel thực hiện các cuộc không kích vào nhau. Vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào Israel là hành động trả đũa vụ đánh bom khu vực lãnh sự quán Iran ở Syria. Lực lượng vũ trang Mỹ đang kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía đông và đông bắc Syria tại các tỉnh Deir Ezzor, Al hasaka và Raqqa, nơi có các mỏ dầu khí lớn nhất Syria. Syria đã nhiều lần chỉ trích sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ nước này, cáo buộc Washington muốn kiểm soát các mỏ dầu tại đây. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria và Iraq nhiều lần trở thành mục tiêu của các vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa. Để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự, Mỹ đã tập kích hàng loạt mục tiêu của các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq và Syria. Mỹ hiện duy trì 900 binh sĩ ở Syria và 2.500 quân ở nước láng giềng Iraq. Washington cho biết đang thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.